cảm ơn hai bé nha. Dạ, con mời cô. Hôm nay cô chúc mừng sinh nhật con 21 tuổi. Cô chúc con thật nhiều sức khỏe, năm nay thật đắc xô, vạn sự như ý, luôn tỏa sáng sân khấu và luôn đạt những thành tích mới trong lĩnh vực âm nhạc. Cô chúc con ngày càng đẹp trai hơn nè. Nhớ mặc đồ xì tin chút nha. Cảm ơn cô. Đây là món quà của cô Lan tặng cho con sinh nhật. Một hộp quà chứa rất nhiều yêu thương trong đây. Tuy rằng hộp quà này vật chất không có mà tình yêu rất là nhiều. Đây là hai món này của cô. Cầm đi. Cô đưa con cầm. Con cầm. Cô đếm được mấy tờ không? Con đếm cho. Đây là cô Yến Lê bên Mỹ. Cô không có về dự sinh nhật, từ ôm tặng cho con 500 đô. Cô Yến Lê cũng chúc con thật nhiều sức khỏe, năm nay đắc xô. Sang năm cô Yến Lê về dự sinh nhật con tiếp. Đây là 500 đô cô Yến Lê tặng cho con.